Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Hôm nay mình nói về cộng phân số âm. Cộng phân số âm thì trước khi cộng phân số âm, các bạn cần nhớ những kiến thức sau đây. Ví dụ như cộng là nhân ra trừ thì ra trừ. Ví dụ như 2 nhân cho trừ 3, lấy 2 nhân 3 bằng 6. Cộng nhân trừ ra trừ, ok chưa ạ? Tương tự trừ nhân trừ ra là cộng. Ví dụ như trừ 2 nhân cho trừ 4, lấy 2 nhân 4 ra 8, trừ với trừ thành cộng. Tiếp tục cộng với cộng ra cộng. Ví dụ như 2 nhân 4 bằng 8. Đây là kiến thức các bạn cần nhớ thứ nhất, được chưa? Thứ hai đó là các bạn phải biết phân biệt phân số âm là gì. Ví dụ như trừ 2 phần 7 nè và 3 phần trừ 8 nè. Đây là phân số âm hay là phân số âm, được chưa? Vậy phân số thứ nhất phải có tử số nè. Thứ hai phải có mẫu số mà, được chưa? Và nhớ mẫu phải khác không. Các bạn cần nhớ điều này để lên lớp 9 các bạn còn nhớ, được chưa? Khi để cộng phân số âm, ví dụ như trừ 2 phần 7 cộng 3 phần trừ 8. Kỳ thứ nhất nha, thứ nhất nè, thứ một nè, các bạn cố gắng mang cái dấu trừ lên tử. Mang dấu trừ nè lên tử, được chưa? Vậy sẽ bằng nè, trừ 2 phần 7 cộng cho mang cái dấu trừ lên trên, vậy là trừ 3 phần 8, ok chưa? Rồi bước 2, các bạn làm y chang như lớp 4 và lớp 5. Đó là thứ nhất, các bạn tìm mẫu số chung. Khi mẫu số chung của nó là lấy mẫu hàng này nhân mẫu hàng này cho nó lẻ, vậy sẽ mới mà bằng 50 56, mở mà bằng 7 x 8. Rồi bắt đầu các bạn viết lại đề trừ 2 phần 7 cộng trừ 3 phần 8 bằng. Rồi thì 7 thì thiếu mấy ạ? Thiếu 8 thì nhân nè. Cái bước 1 nè, các bạn viết lại mẫu trước 56, 7 thiếu mấy ạ? Thiếu 8, vậy lấy tử nhân nhân 8. Tiếp tục cộng trừ 3, thì ở đây có dấu cộng và dấu trừ nên các bạn để cái ngoặc giúp mình. Đây 8 thiếu mấy ạ? Thiếu 7 nhân 7. Rồi 2 nhân 8 bằng 16, trừ với cộng thành trừ 16, cộng 3 nhân 7 bằng 21, trừ với cộng ra trừ 21 phần 56 bằng. Đây trừ 16 viết lại, cộng với trừ ra trừ 21 phần 56. Rồi trừ 6 trừ thêm 21 thì ta lấy 16 cộng 21, lấy dấu chung ra bao nhiêu ạ? 37, lấy dấu chung là dấu trừ 56, ok chưa? Rồi các bạn hãy giải bài đọc sau và comment kết quả ở phía dưới mình. Bài đọc trừ 2 phần 5 cộng trừ 8 phần 10. Rồi các bạn giải nha các bạn. Rồi thôi, xin chào mình và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.